Rồi chào mọi người nhé. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục nhận xử lý cứu sản phẩm Code Debit model là Direct 260. Thì rất là quen thuộc trên kênh rồi. Đang dính cái lỗi này. Bật lên màn hình trắng này. Đèn này không quét, không loát một cái gì cả. Bấm các phím này không có tác dụng. Bấm đèn mút cũng không có tác dụng. Đó, thì đây cũng là một cái lỗi đặc trưng rất hay gặp trên cái dòng Direct 260. Hoặc là những cái model PA trơn hoặc là PA cộng đó. Và đối với cái sản phẩm này thì hiện tại bên mình có nhận xử lý cho một anh khách hàng ở Đông Anh, Hà Nội đó, thì anh có thể vào tham khảo cái video clip này đó. Thì đây là bản hàng bản xịn của China mọi người nhé, không phải hàng hàng Mỹ đâu. Nhưng mà đối với những cái bản hàng của China, cách chúng ta nhận biết là hàng xịn đấy thì thứ nhất là về cái màu nguyên mạch này, nó sẽ tối tối, nó hơi tối, nó không sáng xanh tựa như là những cái dòng hàng mới, mà nó màu màu men này nó gần như là màu men của hàng Mỹ, và các cái chạm này đều được mạ vàng. Cái tiếp theo là trên các cái lưng của con, những con IC này đó, thì sẽ được dán những cái tem này liên quan đến cái mã dạng như là mã code của chip đó. Đối với những bản là hàng thường, hàng nhái rẻ tiền thì sẽ không có những cái mã vạch này, mã code này, và đặc biệt là phần này sẽ có mã vạch này, đời này chúng ta có thể quét được. Đó, trên những cái hàng xịn của China và hàng bãi Mỹ thì đều có những cái mã này. Đó, và đối với cái trường hợp trắng màn này thì hoàn toàn có thể xử lý ok mọi người nhá. Trắng màn thì sẽ có hai nguyên nhân. Đó, một là chết màn. Đó, nhưng mà trắng màn mà tiếng vẫn ra thì tỷ lệ cao là chết màn rồi. Nhưng mà trắng màn mà tiếng không có và đèn không quét loát gì cả. Đó, thì đối với cái trường hợp này là đang lỗi trên cái main xử lý này của code. Đó. Và trên kênh mình cũng đang khá là nhiều video về sửa những cái dòng này rồi. Đó, những cái lỗi đặc trưng, thứ nhất là lỗi bị trắng màn không ra tiếng, thứ hai là trắng màn có ra tiếng, thứ ba là báo lỗi waiting for flash download, thứ tư là một cái bệnh là nó sẽ báo liên quan đến phần báo mã lỗi DP trên này này, và cái cột đèn cuối cùng này nó sẽ chớp chớp lần lượt từ dưới lên trên, cứ luôn tuần tự như vậy trước cả ngày đó. Thì đó là những cái bệnh mà thường gặp trên cái dòng này. Thì ngoài ra là một số cái ít sản phẩm thì gặp cái bệnh là bị sôi tiếng ra các ngõ ảo. Đó, thì đối với những cái bản bệnh đó hoàn toàn có thể xử lý ok mọi người nhá. Vì đối với cái hiện nay là về bên đơn thì mình cũng đã liên kết được với nhà máy bên Trung Quốc, đó, nên là các cái phần mạch linh kiện trong cái dòng này, lỗi phần linh kiện nào thì hoàn toàn có thể lấy từ nhà máy về, nên là cái vấn đề xử lý sửa chữa các cái lỗi trên dòng này đối với bên mình nó hoàn toàn rất là đơn giản mọi người nhá. Đó, linh phụ kiện hoàn toàn luôn luôn có để thay thế sửa chữa. Đó, thì mọi thông tin chi tiết về xử lý các cái lỗi trên cái dòng Code Debit 260 hoặc là các cái model khác như PA cộng hoặc PA trơn đó, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0868 599644 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên mọi người nhé. Mọi người yêu quý kênh đó, có thể vào đăng ký kênh, và ngoài ra thì có thể kích vào nút thì có chuông thông báo có phải dưới video của màn hình để thường xuyên theo dõi và cập nhật những cái video clip mới nhất mà kênh có đăng tải và cập nhật lên hàng ngày mọi người nhé. Thì mọi người có thể tham khảo thêm những cái video khác về giới thiệu sửa các cái dòng sản phẩm khác đã được đăng tải trên kênh. Cảm ơn mọi người đã xem video.